Kính chào anh chị em. Chúng ta cùng lắng nghe và suy gẫm lời Chúa của ngày thứ ba tuần 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria, cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói, thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao. Xin thầy bảo nói giúp con một tay. Chúa Giêsu đáp, mắt ta, ta ơi, Chị băn khoăn, lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Kinh thưa anh chị em, chúng ta nghe thân Luca ghi lại một câu chuyện nhỏ nhỏ, một câu chuyện ngắn, có thể nói rất ngắn, à, liên quan đến Marta và Maria, nhưng mà lại chất chứa một bài học lớn cho chúng ta, để cho chúng ta suy gỏng. Ừ. Chúng ta biết gia đình của Marta, Maria và Lazaro là ở cái thành Betania cũng gần Jerusalem. À trên đường đi rao giảng mỗi lần lên Jerusalem hay là từ Jerusalem đi về miền bắc Galilee thì Chúa thường Chúa Giêsu và các môn đệ thường ghé lại cái gia đình này chúng à, ta thấy cái gia đình ba chị em này thật có phúc họ được biết Chúa Giêsu và họ yêu mến Chúa Giêsu và các tông đồ họ hiếu khách và sẵn sàng và vui mừng đón tiếp các ngài À, cho nên các ngài lâu lâu lại dừng chân ghé thăm ba chị em mà cũng là để nghỉ ngơi đó, sau những ngày đi rao giảng vất vả Đã. và chúng ta thấy những cái dịp mà Chúa ghé thăm như vậy đó, Mắc ta rất yêu mến Chúa Giêsu và yêu mến kính trọng các tôn đồ và ta muốn muốn dọn làm những bữa ăn thật ngon để để làm gì để bồi dưỡng để bồi dưỡng cho Chúa Giêsu và các tôn đồ để có sức khỏe tốt. Mắt ta có cái lòng yêu thương và tận tụy như vậy đó. Chúng ta thấy cái tấm lòng của Mắt ta đó. Và chúng ta thấy là Chúa Giêsu và 12 tôn đồ ghé lại thăm 13 người khách chúng ta thấy tưởng tượng gia đình của chúng ta mà có một có 13 người khách mà đến thì chúng ta phải làm sao ta lò lắng lắm phải không phải lo lắng làm sao đến để, để có thức ăn cho đầy đủ và thật ngon bồi dưỡng cho chúa và các tôn đồ cho nên mặt ta lo lắng là phải rồi đó ta lo lắng đó. và tất bật lo làm các món ăn đó. và mặt ta thấy maria em mình ngồi bên chân chúa thì mặt ta nói Thưa Thầy, em con để con phục vụ Mà Thầy không để ý tới sao Xin Thầy bảo nó giúp con một tay à. Có thể thực tế là mắt Ta rất cần người phục vụ Bởi vì lo cho 13 người ăn ở trong nhà nữa, bao 4 người nữa mắt Ta cần người phục vụ Và có thể mắt Ta nghĩ rằng à, nếu mà có hai chị em làm thì công việc nó nhanh hơn nó kết thúc sớm hơn và như vậy là mọi người được cùng lắng nghe lời Chúa nó tốt hơn nó vui hơn đó, chúng ta thấy cái ý của Mạc Ta như vậy đó nhưng mà Chúa Giêsu trả lời rất bất ngờ đó. Mạc Ta con Mạc lo lắng nhiều chuyện quá cần thể ít thôi hay chỉ một điều thôi Maria đã chọn phần tốt nhất chúng ta có thể thấy cái câu trả lời của Chúa Giêsu nó có hai cái ý trong đó hai cái vế cái vế đầu là mắt ta mắt ta còn lo lắng nhiều chuyện quá đó. có thể Chúa muốn nói rằng con lo lắng làm nhiều món quá rườm rà quá con ăn uống đơn sơ thôi con đó. có thể Chúa muốn nói như vậy đó. đó không cần phải làm nhiều món cầu kỳ đâu con ăn uống đơn sơ thôi nhưng mà cái về sau đó, cần thì ít thôi, hay chỉ một điều thôi. đó, chúa lại hướng qua một cái phạm trù khác. cần thì ít thôi, hay chỉ một điều thôi. điều nào Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị ai lấy mất. Đó, và cái điều đó là cần là lắng nghe lời của chúa, suy gẫm lời của chúa và đem ra thực hành. Đó, chúa giêsu nhấn mạnh như vậy đó đó là lối sống đức tin trưởng thành lắng nghe và thực hành lời của chúa à. cái thế giới ngày hôm nay à, ngay cả trong đời sống tín hữu của chúng ta này cũng có cái khủng hoảng lớn đó là ít cầu nguyện ít lắng nghe và thực hành lời của chúa ít suy gẫm lời của chúa chúng à. ta thấy cái giới trẻ đó suốt ngày nó cứ ôm cái điện thoại đó cái game nguy hiểm lắm thành thứ là làm sao chúng ta dạy dỗ cho con em của mình biết cầu nguyện biết lắng nghe thực hành lời của chúa siêng năng đến nhà thờ thờ phượng chúa để giữ vững đức tin để, có ánh sáng của chúa nâng đỡ gìn giữ chúng ta hướng dẫn chúng ta ở bên phi châu một ông thương gia người pháp đi trên con đường thấy anh phi châu đang ngồi đọc sách ông ta hỏi anh đọc sách như vậy Anh Phi Châu anh nói Tôi đọc Kinh Thánh Ông người Pháp ông nói Ừ cái cuốn này ở bên châu Âu chúng tôi lỗi thời rồi Đâu có ai đọc nữa Thì anh Phi Châu anh mới nói trả lời Anh mới trả lời Cái cuốn này ở đây mà lỗi thời Thì ông đã bị ăn thịt từ lâu rồi đã. Cái ý của anh muốn nói là Nhờ đọc Kinh Thánh Mà người dân Phi, Phi Châu đó, nó được thay đổi nó không còn cái tính mang rợ rừng rú nữa đó, chứ nếu mà không có kinh thánh nó vẫn giữ cái tính mang rợ của nó nó ăn thịt ông từ lâu rồi vậy thì chúng ta thấy ngày 29 tháng 7 hàng năm trước đây là kinh thánh mắt nhưng mà bắt đầu từ năm nay là giáo hội quyết định là kinh thánh mắt ta thánh maria và thánh lazaro đó, đó là cái tin vui của chúng ta xin mẹ Maria thân cả du Xe chúc lành cho chúng ta và giúp chúng ta biết thành tâm yêu mến phục vụ Chúa trong anh em theo gương của mắt ta và lắng nghe lời của Chúa và đem ra thực hành theo gương của chị Maria để chúng ta đón nhận mua hồng ân của Chúa ban cho chúng ta Amen